Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô đại bắt người mẫu Ngọc Trinh ngồi tù oan 3 tháng, ai là người trả nợ? Phiên tòa xét xử người mẫu Ngọc Trinh là tâm điểm của dư luận của ngày 2 tháng 2. Truyền thông nhà nước đã công bố từ trước, theo dự kiến, ngày 2 tháng 2, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa Trần Thị Ngọc Trinh, tức người mẫu Ngọc Trinh ra xét xử sơ thẩm. Trước phiên xử, trên mạng xã hội đa số hy vọng Tuyên tòa sẽ xét xử vụ án đúng với diễn biến của sự việc, không tuyên án quá nặng tay để người mẫu Ngọc Trinh được về nhà đón Tết cùng gia đình. Nhiều ý kiến cho rằng, với lỗi của Ngọc Trinh bị giam hơn 3 tháng qua cũng đã quá đủ để Ngọc Trinh rút ra một bài học nhớ đời. Và đây là hình tòa tuyên án đối với Ngọc Trinh. Đầu giờ chiều ngày 2 tháng 2, báo tuổi trẻ đưa tin tuyên phạt Ngọc Trinh một năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Bản tin cho biết, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, 35 tuổi, bị một năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Được biết, trước đó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án cho Ngọc Trinh từ 6 đến 9 tháng tù. Việc người mẫu Ngọc Trinh bị án tù treo một năm vì hành vi gây rối trật tự công cộng được một số người đánh giá là phù hợp và đáp ứng mong muốn của dư luận. Khi Ngọc Trinh bị khởi tố và bắt giam, giới chuyên gia cho rằng việc xử lý để răng đe là điều cần thiết, nhưng nên dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính bằng tiền hay lao động công ích vân vân là đủ. Theo quy định của pháp luật, thời gian tạm giam của các bị can, bị cáo sẽ được trừ vào thời gian thi hành án. Đó là lý do giới chuyên gia cho rằng quyết định bắt tạm giam đối với người mẫu Ngọc Trinh của công an thành phố Hồ Chí Minh là sử dụng biện pháp ngăn chặn quá mức là điều không cần thiết và có biểu hiện lạm quyền. Trên mạng xã hội, Thời điểm đó có nhiều người thắc mắc vì sao theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Trinh lại bị truy tố ở khung hình phạt có thể là cao nhất đến 7 năm tù, nhẹ nhất cũng là 2 năm tù. Người ta so sánh với trường hợp của cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, cựu Chủ tịch Hà Nội ông Trương Ngọc Anh, người bị hội đồng xét xử trong vụ đại án Việt Á tuyên phạt bản án 3 năm tù giam. Nghĩa là mức án của cựu Bộ trưởng tương đương với mức án thấp nhất trong khung hình phạt mà Ngọc Trinh bị truy tố. Nhà báo Khải Đơn trong bài viết Ngọc Trinh, các bộ trưởng tham nhũng và tội ác, với bài bằng hình ảnh xấu trên báo chí đăng trên BBC tiếng Việt đã nhận xét rằng: Ông Chu Ngọc Anh đã phạm tội gì? Ông là bộ trưởng khoa học và công nghệ, ông biết đề tài nghiên cứu Kit Test là sở hữu nhà nước nhưng rất nhanh chóng đã ký các quyết định giao công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu với Học viện Quân y. Trong phiên tòa, ông Chu Ngọc Anh nói, ông vô ý nhận chiếc vali đựng 200.000 đô la từ công ty Việt Á về và quên mất, nay bị bắt thì đem trả lại 4 tỷ đồng. Có lẽ vì ông quên và kịp trả lại tiền, ông chỉ nhận 3 năm tù giam, cực kỳ nhẹ so với những gì ông đã gây ra. Và đây là hình người mẫu Ngọc Trinh khi bị bắt. Công luận cho rằng ai cũng biết, bị cáo Chu Ngọc Anh đã bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Ngoài ra, bị cáo Chu Ngọc Anh bị Bộ Công an khởi tố bị can và khám xét nơi ở với lý do đã nhận 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt, ông chủ của công ty Việt Á, ngay tại phòng làm việc. Nếu so sánh hành vi phạm tội đua xe của người mẫu Ngọc Trinh với các hành vi phạm tội, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, thì tội nào nặng hơn? Đó là chưa kể tới hành vi nhận hối lộ 200.000 Mỹ Kim của ông Chu Ngọc Anh. Công luận đặt câu hỏi, hành vi nào nguy hiểm hơn và tại sao lại có mức án gần bằng nhau? Theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành, hành vi nhận 200.000 Mỹ Kim tương đương với gần 5 tỷ đồng Việt Nam sẽ phải nhận bản án từ 20 năm đến chung thân. Rõ ràng, những so sánh trong việc truy tố, bắt giam Ngọc Trinh với hành vi phạm tội của ông Chu Ngọc Anh đã cho thấy có sự áp dụng tiêu chuẩn kép trong việc xử lý các vi phạm pháp luật của các cơ quan tư pháp Việt Nam. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Xin nhắc lại, nếu áp dụng tiêu chuẩn kép trong điều tra, xét xử các vụ án, có nghĩa là hai vụ việc giống nhau được xử lý bằng các tiêu chuẩn khác nhau. Điều 16 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 sửa đổi đã hiến định rõ ràng, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời luật pháp Việt Nam luôn khẳng định con người sinh ra có thể khác nhau về nhiều mặt, kể cả địa vị xã hội, nhưng đó không phải là căn cứ để pháp luật phân biệt trong việc chịu trách nhiệm pháp lý. Vụ án của người mẫu Ngọc Trinh là một trong muôn vàng những bản án bất công ở một quốc gia có nền tư pháp thiếu vắng công lý, nổi tiếng với những bản án bỏ túi như ở Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Đại bắt người Mẫu Ngọc Trinh ngồi tù an 3 tháng, ai là người trả nợ? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin còn Cộng sản, bi kịch cao nguyên còn tiếp diễn. Ngày 1 tháng 2, Báo Tiến Dân đăng bài Tây Nguyên, Miền Đất Bất Yên của tác giả Tử Năng Tiến. Tác giả nhắc lại gương trị an của vị quan Triều Nguyễn, tả quân Lê Văn Duyệt đối với người thượng tại cao nguyên bằng cách nghiêm trị viên quan đã sách nhiễu dân chúng. Tác giả bình luận nếu học được theo gương trị an của Triều Nguyễn, Hà Nội chắc chắn cũng đã phải chém ít nhất vài chục quan chức của họ ở Tây Nguyên. Tác giả liệt kê lại một số sự việc nghiêm trọng đã làm xáo trộn đời sống ở vùng đất này từ hai thập niên qua. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Ngày 6 tháng 9 năm 2002, một hãng thông tấn quốc tế loan tình, Việt Nam đã bắt giữ khoảng 30 người thượng sau khi họ tham dự vào một cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại làng sau, huyện Mơ Đắc, thuộc tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi được hỏi về biến cố này, ông Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã lắc đầu. Làm gì có biểu tình bất ổn hay bắt bớ những người dân thiểu số trong thời gian gần đây. Không, tuyệt đối là không có. Tác giả cho biết, ông Lạng này từng trả lời phỏng vấn trên tờ Việt Mercury vào năm 2001 về những biến động xảy ra ở Đắk Lắk hồi tháng 2 năm 2001 cũng bày tỏ một thái độ thản nhiên tương tự. Đấy chẳng qua chỉ là những vụ cải vã giản dị về văn khế đất đai tại hai ngôi làng mà thôi, con số của người biểu tình đã tăng lên là do sự thổi phồng của những tay cực đoan phản cách mạng. Theo tác giả, cái được ông Nguyễn Văn Lạng mô tả là những vụ cãi vã giản dị giữa hai ngôi làng. Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy khác, gồm nhiều ngàn nông dân đã sử dụng vũ khí, phần lớn là cuốc sản và dao rựa để đấu tranh chống lại sự thối nát của đảng Cộng sản và những chính sách của chính phủ về chuyện đất đai. Và đây là hình ông Nguyễn Văn Lạng ở chính giữa và người Đắk Lắk sau đó ai cũng biết là hà nội phải quy động cả lực lượng công an cũng như bộ đội và đã sử dụng đến trực thăng để uy hiếp và truy lùng những kẻ đã tham dự vào những vụ cãi vã giảng dị này hàng trăm người thượng đã bị bắt giữ hàng ngàn người khác đã bị truy nã họ đã chạy sang thái lan xin tị nạn tuy vậy tác giả bình phẩm ông chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc không bị xử tử xử chém hay khiển trách gì ráo mà còn được báo chí quốc danh vinh danh là vị lãnh đạo xử lý bạo loạn bản lĩnh nữa chứ bởi vậy vài năm sau máu lại đổ ở tây nguyên vào lễ phục sinh ngày 10 và ngày 11 tháng 4 năm 2004 nên thường được gọi là cuộc thảm sát phục sinh vẫn theo tác giả phát ngôn nhân của bộ ngoại giao việt nam ông lê dũng tất nhiên lại chối việt nam cực lực bác bỏ tin của tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng một số người biểu tình đã bị đánh đến chết ngày 10 tháng 4 ở đường phan chu trinh bên ngoài buôn ma thuột trong các cuộc biểu tình cuối tuần qua. Và đây là hình bà con Tây Nguyên căng biểu ngữ tiếng Việt và tiếng ED để đòi lại đất. Tác giả nhắc tiếp một biến cố khác xảy ra vào năm 2011 với sự tham dự của 7.000 người dân bản địa Hồ Mông ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Hậu quả, Wikipedia cho hay, theo báo chí Đức, có ít nhất 40 người biểu tình được cho là thủ lĩnh của người Hà Mông ở Điện Biên đã bị công an bắt, trong đó có ít nhất là ba em nhỏ đã chết trong khi theo một viên nghiên cứu ở Mỹ thì có ít nhất 63 người chết và hơn 1.000 người hàm chạy thoát vào rừng. Tác giả dẫn nhận xét ngắn gọn mà vô cùng chính xác của trang Bao Xích Việt Nam đại ý là nếu thay thế hai từ điện biên bằng Tây Nguyên thì gạch bản xảy ra giống nhau y hệt. Tác giả kết luận Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi. Đất đai, tôn giáo, chủng tộc, cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng và bị áp chế dã man, tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền, thay vì xét xử, nên bi kịch của Tây Nguyên nói riêng và Cao Nguyên nói chung, e sẽ còn dài nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Còn Cộng sản, bi kịch Cao Nguyên còn tiếp diễn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.